Chào mọi người, video này mình sẽ chơi 8 tựa game trên iPad và rồi cùng mình chơi nhé. Đây chính là tựa game Barbie Zero. Sẽ ngồi trên ghế sofa. Lên lầu. Đây. Đóng cửa lại. Tôi sẽ tìm thức ăn cho bé. Sẽ làm chiếc bánh mì phô mai này. Cà chua này. Đang nấu rồi. Rồi nó nổ rồi. Rồi sẽ vào tủ lạnh và lấy sữa này. Rồi. Mình đã bị nhốt trong chiếc tủ lạnh này. Cửa này cho bé uống này. Rồi giờ sẽ đưa bé đi vệ sinh thay tã cho bé. Rồi nó biến thành con quỷ rồi. Sẽ lấy đồ nâng cấp nha. Rồi nó dọn mình này. Sẽ lấy núm này để dồn em bé nha. Rồi sẽ bình thường rồi. Rồi sẽ đưa đi ngủ. Sau đây sẽ vào phòng này, đặt bé xuống giường, sẽ cho con gấu này vào giường này. Rồi dốc là kênh sẽ chơi tựa game tiếp theo iStream 1. Cửa này sẽ đi cứu bạn ấy nha. Đặt lại cái ná cao su. Đây mình sẽ trốn trong cái ổ chó này. I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump fluffy ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun.
ta làm rơi bản đồ rồi, giờ xuống. Đi thôi. Rồi. Tiếp theo là Skazi Teacher 3D. Cho bà già độc ác. I'm definitely the best chef in the world. Bà già ta đang bê một bát cháo. Rồi, sẽ đẹp vào nhà bà đấy. Đây, mình sẽ cho tiêu vào bát cháo vào đấy. Mày khóc chết luôn. I'm looking forward to having my I will make sure you'll never bother me again. Yummy, 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 yummy. Rồi. Bà đấy đang khóc rồi. Bà đang nôn. Rất là mặn. This will always be my favorite show. Oh! Rồi, cho phấn lên đầu vào đấy này. Mình sẽ nhập ngôi sao. Đây. Vớ TV vào đây. Quá TV. Rồi chạy ơi. Rồi. No. Bà đang rất tức giận. What happened to my TV? My favorite show was about to start. Đến bên tiếp theo, Avin luôn giúp mày. Play này. Mà 5 thôi. Đây, cầm răng đây. Ui, bà đã chặn đường mình. Lại nào.
Là cái gà chạy đội. Đây, tiếp theo mật khẩu chìa khóa này. Rồi, vào thang máy không? Tiếp này. Sẽ nhập những túi vàng nhé. Rồi, vào thang máy này. Rồi, tựa game tiếp theo. Đi rồi. Ui, có mai kìa. Chạy rồi, chạy rồi. Rồi. Rồi, chúng ta bị con thằng bắt rồi. Sẽ chơi game tiếp theo. Rồi thoát khỏi màu. Đây là một cuốn sách. Rồi. Sẽ phải tìm 7 cuốn sách còn lại.
sẽ đi bắt những con quỷ nhá. Xiên này. Rồi. Bắt chúng và về làm cái xác. Đã bom rơi này. Được rồi, nhìn nó lên rồi. Xiên này. Đây là một căn nhà. Đây một chiếc két sắt này. Trong đây chứa gì đây? It looks like you've learned how to travel between worlds. It won't help you anyway. Your sister will never wake up again. I stole her mind. Soon, I will destroy her forever and get out into reality. And her body won't last long without medicine. So don't even try.
xin chào mọi người nhé.